hôm qua những đứa gặp và uh, cái con bé mà đeo máy niệm phật niệm phật mà cháu gặp tai nạn quý vị <laughs> vì nghĩ rằng là nó lọt vào bánh xe mà bánh xe lớn mà nó quay ở trong <laughs> mấy quần vì mà từ đầu cho tới uh, ngang lưu quần không có gì hết nhưng mà ngay chỗ cái bằng chân gấp đùi thì nó tưa thịt ra hết khi mà cháu bị quay trong đó đó quý vị đa phần ai cũng nghĩ cháu chết chắc chắn là chết vì nghĩ bị lọt cái bánh xe mà nó quay trong bé mười mấy tuổi bé gái xong mà nguyên cái bắp đùi cái bắp chuối là thịt nó banh chành hết <laughs> vậy đó mà phẫu thuật đồ này kia là cháu gặp những đức cho nói. con nhờ đeo máy niệm phật niệm phật mà phật cứu con đó thầy chứ lúc mà con bị lọt cho bánh xe con nghĩ con không có sống đâu. Nhưng mà nhờ đeo máy niệm Phật Con thường niệm Phật Lúc con bị gì con vẫn bình tĩnh con niệm Phật Rõ ràng thầy nói là Thọ mạng còn thì sống Thọ mạng hết thì Phật trước Chắc là thọ mạng con còn Bé cũng thường nghe những đức giảng Thọ mạng con còn thầy Nên con sống Nên bây giờ con phát nguyện cả đời con niệm Phật Phật cứu con nên con cảm ơn Phật Cả đời con niệm Phật Con nghe lời thầy con niệm Phật Cầu Phật tiếp dặn Khi cuối đời Bé mười mấy tuổi thôi mà nói chuyện Giống như chậm tính Rồi thêm cái nữa là Gặp một cái tai nạn trong cuộc đời Lớn lao quá Mà thoát nạn Bây giờ chân cẳng nó cũng đi bình thường Vì nghĩ một con người té mà lọt với bánh xe mà bánh xe lớn bánh xe giống như xe chở hàng lớn vậy lắm vì mà nó quay chậm thì cuối cùng thoát chết cái máy niệm phật vẫn đeo bình thường rất là kỳ diệu đặc biệt như thế nên niệm phật nó có nhiều cái cảm ứng đặc biệt gì lắm quý vị ạ. À? Giống như câu chuyện mà đứa bé nhỏ khi bà đem cái máy niệm Phật về tặng cho cháu. Cháu đeo cái máy niệm Phật, bà dạy cho cháu niệm Phật, cháu niệm Phật. Cháu đi đến một cái chỗ vắng vẻ. Thì cháu nghe có người văn vẩn bên tai nói rằng: "Xô nó đi. Xô nó đi." Thì cháu nghe thêm một người khác nói Đừng có sâu nó Cái đứa bé này nó niệm Phật Nó đeo máy niệm Phật Nó bắt niệm Phật kìa Mày xô cái người niệm Phật Tội nặng dữ lắm Cháu nghe vang vẳng bên tai như vậy Từ đó về sau Cháu bất cứ đi đâu cũng đeo máy niệm Phật Và cháu cực kỳ siêng năng niệm Phật Nên mỗi một người mình đeo máy niệm Phật Bật niệm Phật để trong người Nhỏ 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 cái để máy niệm Phật Hoặc mình thường nghe Pháp Nó phát cái thiện Pháp Mình đeo máy niệm Phật Mình cũng phát thiện Pháp Vì mình nghe danh hiệu Phật Vì cứ nghĩ 48 lời nguyện có một lời nguyện Chỉ cần một chúng sanh này nghe danh hiệu Phật Không có cầu sanh cực lạc gì hết khi cần tử nghiệp chỉ cần nghe danh hiệu Phật Cái phước duyên đó Chúng sanh này Sanh vào gia đình tôn quý Các căn đầy đủ Thường tu thắng hạnh Là thường gặp pháp môn tịnh đồ Là tu thắng hạnh Phước chỉ là nghe danh hiệu Phật thôi Mà tái sinh vào gia đình tôn quý Nên những đức từng nói một câu rằng Người này rất giỏi, biết nhiều nghề, làm được nhiều việc Cũng không bằng một người nhiều phước đức <laughs> Nhớ Vì giỏi vô cùng nhưng thiếu phước đức Vì vẫn không thành công Giỏi biết nhiều nghề, biết nhiều việc Nhưng không bằng người nhiều phước đức mà người nhiều phước đức là người gì? Người niệm Phật Vậy người ta niệm Phật Nhớ Nhiều phước đức Nên á Từ tu sĩ, ca sĩ Khi mình lên mình giảng Mình cũng niệm Phật Khi mình lên mình hát Mình niệm Phật vài câu mình hát Với cái đại chúng Cái cách này cực kỳ hay luôn Tại niệm Phật một câu phước sanh vô lượng Lễ Phật một lễ tội diệt hà xá Mình niệm lên một câu vật hiệu mà cho nhiều người cùng niệm chung Thí dụ như mình bắt câu mình niệm A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật Kết cuộc gì đó Niệm mấy câu vậy thôi mình niệm chừng một chục câu với đại chúng này mình tức khắc Cái bài hát người hát cũng hay Thí dụ như Đức Giảng Pháp có khi Ủa mình giảng tới đoạn này xong tự nhiên sao mình Thì giờ thấy mình không biết giảng gì nữa chứ ta Thì tự nhiên những Đức đề xướng niệm Phật Vài câu Thì tức khắc thì như Đức tiếp tục giảng nữa Rõ ràng không Nên mình trước mọi người trước công chúng Mình niệm Phật vài câu tâm mình bình tĩnh lại mà tâm bình tĩnh sanh trí tuệ Này cực kỳ quan trọng Nên vị để ý như đức thường giảng như đức ưa Nên từ nơi đó mà <laughs> Những người mà ca sĩ đến chùa mình mà hát á Vì chùa mình toàn là người niệm Phật không nếu mình niệm Phật vài câu <laughs> Kết duyên với người ta Khi kết duyên với người ta vài câu rồi Thì tự nhiên nhân viên mình thù thắng Phát triển Tự nhiên mình hát nó Người ta thích nghe Thấy người ca sĩ này biết niệm Phật <laughs> Vậy thì nếu ví dụ như mình là Đạo Thiên Chúa Mình theo Đạo Đạo Thiên Chúa vì mình đến đạo Phật mình có niệm Phật được không? Được chứ Vì thì đạo Phật bước đến đạo Thiên Chúa niệm Đức Chúa được không? Được Điều được hết Chúa là cha Phật là thầy Có cha mẹ nào Mà không muốn con mình đi học thầy tốt quý vị Suy nghĩ đi Cái tình chấp là do tại chúng ta thôi cái tội hay phước là do ý niệm của con người nghĩ <laughs> Nên mỗi người mình phải hiểu Khi mình hiểu nguyên lý này rồi Thì tự nhiên quý vị thoáng cái tâm lắm Học Phật làm sao cái tâm mình nó thoáng quý vị Nhớ nha Nên câu Phật hiệu này hay lắm Nên nhà Đức thường khuyên chúng trong chùa làm việc gì, gì Nhiều gỡ nào nhiều nhưng phải nhớ niệm Phật Đeo cái máy niệm Phật Bắt cái điều niệm Phật nho nhỏ để cho người mình Để suốt vậy Cái để nho nhỏ nho nhỏ, nhỏ điều niệm Phật Suốt cho người nhé à, Phật A di đà Phật A di đà A di đà Phật A di đà Phật à, Nên mình nên trân quý cái máy niệm Phật này Tuy rất nhỏ nhưng cả một tâm quyết Thâu từng điều niệm Phật Thu âm lại Phổ biến khắp nơi nơi Nên mỗi một người được chiếc máy niệm Phật này cực kỳ trân quý Bây giờ ấm Díu hơn âm mà Nhật đức tặng 20 ngàn cái máy niệm Phật Trong đó có ba bài Pháp rất hay Đi đâu cũng nghe được. Lên xe bật niệm Phật. Xe đạp, xe đa, xe hơi, mình ngồi lúc nào cũng bật địa niệm Phật. Đây là cái bình an nhất. Một là trên xe bất pháp giúp cho mình rất tỉnh táo phấn chấn. Có những câu pháp mình nghe rất hay. Hai, bắt niệm Phật. ở ngoài đường có nhiều người người ta chết quan chết ức khi mình mà phước giảm nghiệp tớ thì lãnh đủ nhờ bậc niệm phật trên xe nó bình an bóc pháp trên xe bình an nên đi đâu cũng bậc niệm phật bóc pháp nhớ nên như đức từng nhắc rằng mình đi vô trong chùa mình đi đến mấy cái nơi bàn linh thờ linh nhiều mình niệm phật không là được đừng có nói tầm bậy tầm bà đừng có nhìn cái bé này hình đẹp quá nói ô bé còn nhỏ xíu mà chết đẹp quá chết tội nghiệp quá cái cô này trẻ quá đẹp gì mà chết uổng ghê cái chú này nam trẻ quá đẹp trai gì mà chết uổng ghê đừng có nói những câu gì mình nói câu gì có khi cô hồn người ta đi theo mình luôn và hoặc mình đi nơi núi rừng được Đừng có nói tầm bậy tầm bà Niệm Phật là tốt nhất <laughs> Niệm Phật là tốt nhất Nhớ nghe Hoặc là mình đi đến cái nơi vang vắng đồ Mình niệm Phật là tốt nhất Mình đừng có ca nghiêu ngao Đừng có gì Có khi người ta lại theo mình Nên đi xe ngoài đường Đồ bắt điều niệm Phật là hay nhất khi chùa mình một chiếc máy nghe pháp gì phổ biến thôi. Vì coi có khi độ cả ông bà cha mẹ của mình một chiếc máy nghe pháp này thôi. trong đây hơn một ngàn buổi. ông bà cha mẹ mình ngồi ở nhà khi buồn buồn lắm quý vị mà chiếc em máy nghe pháp này họ nghe họ vui. tại những buổi giảng như đức nó quá vui quá gần gũi. lại dạy cho biết niệm phật biết tu để nuôi được cái tâm giải thoát. Phận làm con làm việc này hay lắm mấy vị Còn làm chủ Thì đặt máy nghe Pháp này Phổ biến cho người làm công của mình Người làm công Trong nhà mình Mỗi năm Mình có tặng quà tặng tiền kèm theo cho máy nghe Pháp Mình nói họ nghe Hoặc là Bấm lên cái trang chân Thành Hiện Phật Vô lượng thọ nghe Pháp Rồi chiếc máy này mình tặng Để cho họ đem về họ tặng cho ông bà cha mẹ họ khi ông bà cha mẹ họ nhờ chiếc máy nghe pháp này mà được độ và hết buồn khi con đi làm suốt ít về thăm một chiếc máy nghe pháp này thôi làm quà đúng là một món quà đặc sắc có khi nuôi cái quệ mạng ông bà cha mẹ mình tu hành để cầu giải thoát cực kỳ hay rất hay thời gian nữa những đức phổ biến cái đàn bông sen mà có bài pháp để bằng thờ cho củ quyền thất tổ ông bà nghe rồi cái năng lượng niệm phật mà có bài pháp dành cho những loài động vật rất hay mình nghe đạo mình biết tu mình nghĩ những cái thiện pháp lợi ích cho chúng sanh nên phước báo rất là lớn nên nhận Đức thấy rõ ràng Người giỏi nhiều việc Làm được nhiều việc Không bằng người có phước đức Mà người có phước đức là người niệm Phật Người nghĩ thiện Làm thiện Lợi ích cho người là người phước đức lớn Người phước đức lớn làm những gì cũng thành công Người giỏi nhưng thiếu phước Thì vẫn nghèo vẫn khổ Làm những gì cũng thất bại nên quý vị nhớ cái gì quý vị làm mà bị thất bại là phước quý vị đang giảm. Dừng lại đừng có làm nữa. Tạo phước đức từ tâm lên. Niệm Phật, lễ Phật, nghe Pháp, tâm vui vẻ, nghĩ thiện, làm việc tốt. Tức khắc phước đức quý vị phát triển. Khi phước đức phát triển là tự nhiên sự làm ăn tự sẽ đến với quý vị. Một trăm Nên khi mình làm ăn mà thất bại, cái đà đi xuống. Đừng có nên miễn cưỡng Dừng lại Để cái tâm mình nó được thoải mái nghe Pháp niệm Phật được Để cỡ mở tâm tư Để tăng phước duyên Thì khi phước duyên tăng là sự nghiệp tự nó phát triển 100% Đây là những đức tin dữ lắm quý vị Rất là tin lắm Nên đeo máy niệm Phật Nhắc mình niệm Phật cực kỳ hay Mình là người học Phật mình niệm Phật Mình làm ngành nghề gì mình cũng niệm Phật Trước khi làm phải niệm Phật Người nấu ăn trong bếp Sáng xuống nhà bếp sớm Phải niệm Phật 10 câu Rồi nấu ăn Chị em làm trái đường Niệm Phật 10 câu Làm việc Tập trung là niệm Phật 10 câu làm việc Tự nhiên cái tâm trạng nó đặc biệt lắm Nên tổ sư ngày xưa dạy Có những người công việc quá bận biểu Người ta niệm Phật bằng cách này Trước khi đi ngủ niệm Phật 10 câu Rồi cứ dỗ dắt bằng câu Phật hiệu ngủ Ngủ thức dậy niệm Phật 10 câu Trước khi ăn cơm niệm Phật 10 câu Ăn cơm xong niệm Phật 10 câu Trước khi ngủ trưa niệm Phật 10 câu Ngủ thức dậy niệm Phật 10 câu Ta ăn cơm buổi chiều Trước khi ăn niệm Phật 10 câu Ăn xong niệm Phật 10 câu Buổi tối Trước khi ngủ niệm Phật 10 câu Sáng ngủ thức dậy niệm Phật 10 câu Gọi là thập niệm vị. Là 10 câu Phật hiệu Cả đời áp dụng như vậy Gây dựng tích nguyện cầu sanh cực lạc Giáng thành tụ con đường giáng sanh Chỉ có 10 có Phật hiệu vì niệm quá dễ. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, 10 câu. Chỉ có 10 có Phật hiệu. Hít sâu một hơi niệm 10 câu một cái là xong. Hoặc hai hơn A Di Đà hơn 10 câu hít một hơi thở sâu niệm một hơi không cần đến 10 câu hít thêm một hơi thì sâu niệm thêm một hơi nữa rồi xong cấp kỳ Vì mà cái tâm mình nó an lạc nó tự tại nó bình an làm sao rồi trong gia đình mình lại có thần có tam bảo lúc rảnh niệm phật lễ phật có phương pháp tu sẵn nè Đăng ký cái trang chân thành niệm Phật vô lượng thọ mình bấm vào cái trang này. Có từ khóa tu luôn Cứ duy trì Trong gia đình không ai làm mình làm đi Niệm Phật lễ Phật Cứ làm giết quen nè quý vị Giết <laughs> quen Gọi là Niệm Phật lễ Phật là một món ăn tinh thần thù thắng nhất Giúp cho gia đình bình an Sự nghiệp phát triển tốt đẹp Tâm trạng thường vui vẻ an lạc Thường sanh thiện pháp cực kỳ quan trọng luôn vậy nghe như đức kể câu chuyện không con bé mà nó té mà nó lọt vô bánh xe thấy không mà nhờ đeo máy niệm phật bắt điều niệm phật vì mà khi nó lọt vô bánh xe nó bình tĩnh nó niệm phật vì mà thoát nạn gọi là nghiệp nặng báo nhẹ người tu hành nghiệp nặng báo nhẹ nên trong cuộc đời này mình gặp kiếp nạn gì đi chăng nữa mình là người tu hành đừng có than thăng trách phận đừng có trách phật pháp đừng có trách phật bồ tát không linh vì phải tin rằng nhờ tu mà nghiệp nặng báo nhẹ Trong cuộc đời này khi mình gặp bao nhiêu kiếp nạn trùng trùng Mình tu mình hiểu Trả nghiệp ở cõi ta bà Tránh quả báo tam đồ ác đạo vì coi Nếu mang thăng súc sanh Thì bảy vị Phật ra đời Mà còn mang thăng kiếp Tám vạn kiếp chưa thoát thăng bù câu là súc sanh đó nghe còn ngạ quỷ thì gấp đôi thời gian dài vậy đó còn địa ngục thì gấp ba phần quý nghĩ thời gian dài cái nào chưa cái tâm sân hẳn đỏ trong địa ngục sân hẳn khó chịu bực bội là nhân quả báo địa ngục cái tâm tham lam tình chấp nặng nề tham không biết thương ai hết không biết bố thí cũng dường Tham tham rất nặng Thì quả báo của mình là trong loài quỷ đói Quỷ 500 năm Mà chưa từng uống được một miếng nước gì mà không chết Đói khát Khổ đau vô cùng 500 năm Không uống được một miếng nước Trong cái cảnh giới quỷ đạo Thời gian rất dài Địa ngục còn dài gấp 3 lần như vậy Kinh chưa Vậy mà mình gặp nạn ở cõi đời này Mình chỉ là trả cái qua báo ở cõi đời này thôi Mình tránh quả báo tam đồ Bị thấy mình học Phật gì Quá u ái không Bây giờ mình còn sống trong cuộc đời này Mình gặp một số điều chướng nạn chút thôi Gầy la chửi mắng nói mình vài câu thôi Mình đã không vừa bụng không chịu khi cặn tử nghiệp mình như ngàn mũi dao đâm vào cơ thể mình mình chịu nói không quý vị nên mình là người tu nghe đạo hiểu rồi gây dựng tính quyền niệm phật gây dựng tính quyền niệm phật gặp nạn gì nhớ cái câu thiếu nợ thì trả đi thang vang làm gì có thang vang thì cũng niệm phật rồi bỏ đi quên đi trả đi để cái cặn tử nghiệp của người mình nhẹ nhàng niệm Phật Phật ấy đà tiếp dẫn giáng sanh Cái này quan trọng lắm quý vị Cực kỳ quan trọng Việc này cực kỳ quan trọng Quý vị coi dù cuộc đời này mình có giàu cỡ nào đi chăng nữa Nếu như mình lao theo vật chất hoài Thì cuộc đời mình có gì đâu vui quý vị Có gì đâu vui Có khi gì kiếm tìm vật chất Mà gia đình người thân còn ít bao giờ được gặp nhau thà mình sống đơn giản bình dị mà người thân mình thường xúm họp đó mới là hạnh phúc quý vị có những đất nước thế giới bây giờ như nước nhật con người trở thành như một công cụ làm việc mở mắt ra là biết kiếm tiền kiếm tiền đến mức mà bù đầu bù cổ nếu như một cái sự phát triển mà như vậy thì loài người chúng ta không có gì niềm vui của nhân sinh đây là một con người sống khổ Tuy nói là vật chất phát triển Nhìn hình tướng của người sang trọng Nhưng lại là sống khổ Không có những ngày tháng an vui gì hết quý vị Nên quý vị đi vào chùa Quý vị thấy đơn giản mà vui thế không? Cuộc sống đơn giản mà cực kỳ vui Một hoàn cảnh đặc biệt bình an cho quý vị được an vui Về đây cộng tu Đem cái hoàn cảnh này về gia đình áp dụng Gia đình mình làm ăn có thời gian có một cái vị trí ngồi giống trà đạo gia đình người thắng nữ xúm họp ngồi uống đàm đạo dừng lại cái việc kinh doanh làm ăn để có những giây phút bình an đây là người biết hưởng thụ về nhân sinh đúng là trí tuệ còn cái người mà lao theo vật chất không biết đủ thì người này đúng là bị vật chất buộc ràng sống những ngày tháng không có niềm vui khi chết thì đa phần đọ tam độ ác đạo Vì nhớ cái câu Sanh không mang đến chết không mang đi Nên cái bài kệ ngụy Bà Thượng Nói rất là hay Mãi mê lên núi tìm chầm Chẳng hay chầm ở trong tâm yên bình Ý nói là đi lao đi kiếm vật chất Mà không ngờ vật chất tiền bạc nó trong mạng của mình Nếu như biết niệm Phật biết tu hành Thì phước trong mạng nó hiện lộ tự nhiên sự kinh doanh làm ăn mọi mặt đều tốt đẹp còn cái này mãi mê lên núi tìm trầm là đi lang thang bỏ nhà bỏ cửa bỏ vợ bỏ con bỏ cha bỏ mẹ vì mà lo đi kiếm tiền không biết được hạnh phúc tu hành thiện pháp mới tăng được phước duyên từ trong mạng ra gia đình mới thịnh vượng đi tìm của cải vật chất mà không biết được của cải vật chất từ trong mạng của mình Mãi mê trong cõi hư danh Đến khi đắc gọi giật mình trắng tay Phải không? Chúng ta trong cõi hư danh quý vị đúng không? Đến khi đắc gọi giật mình trắng tay Giàu sang phú quý cỡ nào Nhưng khi đến khi một cơ Hơ thở thở ra không hít vào Cái gì cầm theo Suy nghĩ đi quý vị Đó. Tự nhiên mình xuyên tu xuyên niệm Phật Xuyên nghe Pháp liền Thì đâu có đem máy niệm Phật được nhắc nhở như vậy vì thấy cái tâm mình nhẹ nhàng vô cùng Cuộc sống có người Chỉ ba buổi cơm thôi quý vị Cái gì mà nặng nề dữ gì Ở đây bao nhiêu ngàn người ta còn sống bình yên mà Quý vị cứ sống bình yên đơn giản bình dị niệm Phật Rồi vì sẽ thấy mọi mặt Việc gì nó cũng sẽ tốt Gia đạo mình cũng tốt nhớ Có một bà cô này Thì Đức kể chuyện cho quý vị nghe Bà đến chùa và thích vô cùng mà bà thấy nhà còn thằng con mà có vợ có con nữa hết rồi có gia đình lớn rồi vậy mà bà thấy tội nghiệp đó bà bà nói thôi để từ từ bà vô chùa cuối cùng mới bị biết bà ở nhà bà giữ nhà cho con cuối cùng bà đột quỵ bà chết bất đắc kỳ tử vì thấy không nên con người khi mình gặp Phật pháp con cái đã lớn rồi mình phải biết nương tựa cái nơi mà để giúp cho mình bình an và giúp cho mình cuối đời giải thoát đây mới là người cực kỳ khôn nếu không mình chết mình đi đỏ tam đồ ác đạo mình tự chịu nên người làm con dẫn dắt cha mẹ biết tu hành biết niệm phật nói về tây phương cực lạc tốt đẹp cho cha mẹ hướng gì đây là báo đại hiếu đấy vị, báo đại hiếu và bản thân mỗi người mình phải biết lo cho mình kìa ai ăn nấy no ai tu nấy chứng mình không lo tu thăng bằng quyến thuộc gặp nhau như bèo nước gặp nhau duyên hợp thì gặp mà duyên hết thì xa nếu mình không lo tu một ngày nào mình chết đi mình đỏ tam đồ ác đạo mình tự chịu Khi bệnh đau mình tự chịu, khi gần chết mình tự chịu Và đi đỏ lạc mình chịu Có khi ăn chung mà tạo bao nhiêu cái tội nghiệp Tội bản thân mình phải chịu Thấy không? Vì nghe gì rồi bị cố gắng niệm Phật đi Cố gắng mà tu Bản thân mình tu là mình được nhờ Tu nhân tích đức An lạc nội tâm Mọi việc đều tốt gia đạo thịnh vượng cuộc sống vui vẻ cuối đời giảng sanh cái này là ích cực kỳ lớn luôn nên mỗi ngày như đức điều phiên như vậy nên cái việc đeo máy niệm phật là việc cực kỳ quan trọng nhớ bật điều niệm phật ngồi đâu đi đâu đứng đâu niệm phật nghe niệm phật đi tập thể dục cũng đeo máy niệm phật vừa đi vừa niệm phật quá hay niệm phật một câu phước sanh vô lượng vì sao mình không niệm phật a di đà phật Ai Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cứ niệm Phật đi. Đặc biệt quá, có nhiều người chúng ta đi tu tập nhưng phiền não khi càng ngày càng tăng. Nếu như mình không gặp pháp môn niệm Phật và một người giảng thuyết cởi mở tâm tư thì 100% quý vị phiền não càng ngày càng tăng. Còn nói pháp Bồ đề tâm để niệm Phật, cầu sanh cực lạc thì câu này Ngài nói giống như là chăn trong nước Muốn lấy mà không được Giống như không phát được bồ đề tâm Giống như mình thường nghe là Phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm ai Di Đạo Phật Nó không phát bồ đề tâm mà nó lui sụp đó quý vị Như chăn trong nước muốn lấy mà lấy không được Phiền não thì càng ngày càng tăng lên Phiền não càng ngày càng tăng lên làm sao bồ đề tâm phát được Nên nhờ chúng ta cô động cách học tập cứ nhắc hoài cái chỗ thiếu nợ thì trả đi than văn làm gì đúng không nên văn tự thì nói như vậy mà thật sự mình đi ngược lại nhiều người bị lắm quý vị ơi rất nhiều người khi càng tu lâu thì càng phiền não nhiều kiêu ngạo nhiều hướng đến ác tâm nhiều nhưng bồ đề tâm thì lui sụp đây là văn tự ngài pháp nhiên thượng nhân ngày nhắc mình mình nghe rồi mình xem lại cái tâm mình đi vì biết rồi. nếu như mà mình mà không gặp một người nhắc nhở mà mình thấy mình có cơ hội rồi cởi mở tâm tư là phiền não mình dễ đầy phiền não mình dễ đầy cái tâm ganh tị cái tâm đố kỵ cái tâm mà đấu tranh cái tâm đủ thứ cái tâm lộn xộn luôn nhiều lắm nhiều cái tâm không phải xuất hiện nếu như mình mà thường ngày không niệm Phật Là thối tâm là chắc chắn Lạc phai liền Nếu mà nói dòng do tam quát giết Rồi bị bị cảm thấy nhạt nhẽo Đối với pháp môn tịnh độ Nghĩ tu luôn Nhờ mà chúng ta cứ thúc đẩy gây dựng Thúc đẩy gây dựng Cứ thúc đẩy gây dựng suốt Những đức ở trong ngôi nhà tam bảo Những đức kinh nghiệm Có nhiều người tính này tính kia tính nọ vô chùa đầy Có những người mới vô chùa chưa gì hết là gì Bây giờ con vô trong ngôi tam bảo con muốn Phải một ngày tu bao nhiêu thờ Cái chữ muốn đó là vì phiền não Chắc chắn là vì luôn Muốn đó là phiền não Đi học đạo mà gầy dựng cái chữ muốn đó là vì vị tự ý nữa đó thất bại Mình để tùy duyên nhân duyên nó dẫn dắt mình Thì quý vị an lạc tự tại Nào là con muốn tu ngày 4 thờ hay 3 thờ hay 2 thờ Là phiền não đến với quý vị liền Có trở ngại liền Vậy thì cái muốn đó làm sao dạy vị đây Làm sao hướng dẫn quý vị Cái hướng dẫn quý vị cái gì Đặt trách cái gì để vị nó bị muốn như vậy mà thôi chịu thôi thầy chịu thua không nói được gì Đúng không? Nó như nhà đức từng kể câu chuyện có chú này không đến chùa ông tu ông ngoài miền ngoài ông vô khi mà ông vô chùa đó nhà đức còn là cư sĩ mà quản chúng ở trên đà lạt nhà đức đang ở dưới cái hồ nhà đức móc bùn Đặng mà đổ bê tông cái hồ đó thì ông vô cái đứng trên ông gặp nhìn thấy những đức bùng mình mãi dít một lúc xong khi những đức làm xong những đức đi tắm rồi lên thì ông vô sinh xin tu nói, vô đây tu luôn nhưng mà muốn tu bốn thờ mục tiêu tu là để giải thoát nên muốn tu bốn thờ nó ừ được thời gian cái ba thờ thời gian cái hai thờ thời gian một thờ cuối cùng đi về luôn Mấy thấy không đi tu tập mà mình không chịu gầy dựng cái căn bản cái căn bản là mình tùy duyên quý vị đối với pháp môn tịnh độ này mình phải càng gầy dựng để mình cảm giác khi mình gầy dựng mình cảm giác rồi dù một thờ tu hai thờ tu gì nhưng mà bản thân mình tự nhiên sẽ siêng năng niệm phật tại vì mình đã cảm giác rồi giống như quý vị, vị thương nhớ ai rồi dù có ngăn chặn sự thương nhớ quý vị cũng thương nhớ còn quý vị đã chưa thật sự thương nhớ Thì dù có kêu quý vị thương nhớ chăng nữa nó cũng lúc nhớ lúc quên Còn mình đã cảm giác mình phải thương nhớ Thì mình sẽ nhất định sẽ thương nhớ Thí dụ như mình biết niệm Phật là thù thắng là tốt Thì bản thân mình tự nhiên thương nhớ Ai với Đà Phật à Nhớ là mình niệm Ai với Đà Phật liền vậy đó Như bản thân những đức là Cảm giác nhớ thương Phật Ai với Đà Thì những đức sẽ niệm Phật à? Không có ai ngăn chặn được cho mình Quý vị không có ai ngăn chặn mình được đâu quý vị chắc chắn quý vị luôn nhớ cái này là cực kỳ quan trọng luôn nên có những cái mình muốn giúp một người nào đó mình theo ý của mình nhưng mình không chịu tùy duyên mình phan duyên khi mình còn hại người ta nữa. phan duyên khi mình còn hại người ta nữa. tất cả chúng ta thương người thân mình mình phải nói và dạy người thân mình bằng cách này khi mình đi tu duyên của mình nó đưa đẩy mình chỗ nào nếu đó là cái pháp tu phù hợp là phật dạy như giờ chùa mình là ba điểm chùa hậu pháp đại tùng lâm và chùa mới mà bên đại tùng lâm thì nó có một cái đậu tràng bên bảo tháp nữa Thấy không thì mấy điểm này phương pháp tu y ra cũng là mình những đức hướng dẫn còn hòa thượng mình thì ngày xây chùa Phương pháp tu thì là giống hịch những đức tới, tới tới lui lui hướng dẫn iran luôn một người vậy thì người thân mình ở điểm nào thì mình nói người thân mình điểm nào cũng là người này hướng dẫn duyên ở đâu nhiệt tình ở đó duyên ở đâu nhiệt tình ở đó thí dụ như bây giờ cái mảnh đất này này là mình đã từng ở, bây giờ duyên nó đưa mình lại chỗ đó mình ở rồi mình mới nhiệt tình đó. Tu thì chỉ có một người hướng dẫn giống hệt luôn. đều là khuyên vị chuyên nhất niệm Phật, dày dựng tích nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Một người lo luôn. Những người quản lý một khu đó cũng như đức chỉ đạo luôn. Thì mình chỉ cần chân thật nhiệt tình hết mình. Mình lo tu là ổn. Còn thế dù mình ở điểm nào mà mình nghĩ ở điểm nào Mình ở điểm nào mình nghĩ ở điểm này Điểm kia điểm nọ Mình nghĩ mình tốt cho người ta mà mình hại người ta Phan duyên Nên người gì là mình chưa biết tu hành Theo cái ý của mình Tuy văn tự đồ mình hiểu biết Mình rất thông suốt Giống mình hiểu biết Nhưng mà về nhân quả mà lại không hiểu không? Nên á, án tổ này nói câu đầu tiên là tin sâu nhân quả, tính quyền trì danh mới cầu sanh cực lạc. Câu đầu tiên phải tin sâu nhân quả nhân duyên nó đưa đẩy mình ở nơi nào là duyên ở nơi đó mình cố gắng mình sẽ thành quả ở nơi đó như hồi xưa như đức trên đà lạt đùng cái như đức đi xuống dưới chùa hộ pháp vậy thôi đức cố gắng có thành quả thấy chưa chứ nếu như mà như đức cái duyên đi xuống đây mà như đức sinh ở trên kia quen rồi thì thua có nhiều người nói mình trên kia trên thì Mình được thầy nhắc nhở đâu này kia Những đức đi xuống dưới đây những đức cố gắng Những đứa còn thành quả hơn những người trên kia Thấy rõ ràng không Những người trên kia dù gần thầy Cũng nhiều người ra đi bỏ đi hết Những đức đi xuống đây những đức tu vẫn là tu Thành quả vẫn là thành quả Nên mỗi một con người nó đều có nhân có quả Nên mình Có khi mình hiểu biết nhiều Cũng chưa chắc mình bằng cái người ta không biết gì Cái quan trọng của quý vị Là lắng nghe theo sự sắp xếp của người ta ta sắp xếp mình nghe là mình thành công còn mình theo cái ý khôn của mình là mình thất bại nên nó khôn quá dại khờ lại quá khôn tại vì khờ nhưng mà được cái người khôn người ta dẫn dắt thì người khờ này không cần suy nghĩ họ để cho cái trí người khôn này chỉ họ làm sao thành hình ra gì nên họ quá khôn còn mình khôn mà theo cái ý của mình nên khôn mình quá dại Khôn quá nên mình theo ý mình nên người ta không sắp xếp cho mình nữa Ta để tự ý mình nên cuối cùng khôn quá dại Mà khờ quá khôn Nguyên lý đó là gì? Nên có những người học đạo hiểu biết này hiểu biết kia hiểu biết nọ Cho rằng mình hiểu biết mà cuối cùng mình quá dại Dại mà còn hại người nữa chứ Mà hại mình luôn Còn khờ để tùy duyên hết hoàn toàn nhân duyên sao mình nỗ lực gì à Mình cứ cố gắng theo nhân duyên đó mình để cho người ta dẫn dắt chỉ dạy nên khi đi học đạo hoàn toàn mình để cho thầy dạy khi thầy nói mình muốn sao thì bản thân mình nói thầy sắp sao con nghe gì nói câu này là đạt nhất đỉnh nhất thầy sắp sao con nghe gì hoàn toàn người ta phải có trách nhiệm với cái sự sắp xếp người ta sắp xếp mình người ta đều có trách nhiệm như thế nào người ta phải trách nhiệm với mình như thế nào thì người ta cũng có trách nhiệm với mình nên mình nhất định sẽ thành công hiểu được những nguyên lý này rồi vì sẽ thấy đặc biệt vô cùng nhớ cái câu nghe mình đừng có bao giờ nghĩ rằng mình hiểu biết có chừng khôn quá dạy đó có những người mình cho người ta dạy nhưng mà dạy người ta quá khôn Nên mỗi một người mình gặp pháp môn tịnh độ Đây là pháp môn đại thù thắng Pháp môn đặc biệt Đã gặp pháp môn này rồi thì phải Nắm cho chắc có hoạt hiệu Cả đời gây dựng Nên ngày nào cũng học tập gì Nên cái tâm niệm Phật của mình nó hừng hực hừng hực cái tâm lên Nó không có lạc lẽo cái vị Mà nó hừng hực hừng hực cái tâm niệm Phật lên Nó không có lạc lẽo Còn nếu như mỗi một người chúng ta Tu pháp môn tịnh độ này mà mình á, mở rộng phạm vi quá có chuẩn bị lạc lẽo, nhạt nhẽo bỏ cuộc luôn. Nên mỗi ngày cần phải được sự nhắc nhở niệm Phật hoài. Tính nguyện cầu sánh cực lạc gây dựng hoài. Không có được để cho nó nhạt nhẽo. Vì câu vật hiệu này mình nắm chắc bất cứ vô thường lúc nào đến với mình chỉ có một cái cầu. Đó là cầu sánh cực lạc. Chở ngại, bệnh, đau, sự cố gì cũng chỉ đúng một cây cầu là cầu sánh cực lạc. Chỗ này là chỗ cực kỳ quan trọng chỉ có cầu sanh cực lạc, không có cầu cái khác. Nhớ niệm Phật chỉ có cầu sanh cực lạc không cầu cái khác. Chỉ cần cầu sanh cực lạc thì tất cả những việc ở cuộc đời này đều mọi mặt tốt đẹp hết. Mọi mặt đều tốt đẹp hết. Giống như mình niệm Phật, mình hồi hướng cho cha mẹ mình cũng nguyện cho cha mẹ mình sanh cực lạc. Chỉ có đúng cầu sanh cực lạc thì mọi việc sẽ tốt hết. Có cầu này cầu kia cầu nọ, cầu tùm lum là trở ngại. Coi chừng nó rớt cái cầu khác. Nên mình chỉ đi đúng một cây cầu xanh cực lạc, mà ở cực lạc là bình an nên tức khác cầu xanh cực lạc là có cái cầu bình an. Thế giới cực lạc người tuổi thọ dài thì mình cầu xanh cực lạc là có tuổi thọ dài. Ở thế giới cực lạc cuộc sống phong phú đầy đủ, mình cầu xanh cực lạc thì cuộc sống mình đầy đủ. ở thế giới cực lạc người người đẹp vui thì mình niệm phật cầu sanh cực lạc từ từ mình đẹp mình vui ở thế giới cực lạc hoàn cảnh trang hoàn tốt đẹp mình chỉ cần niệm phật cầu sanh cực lạc là hoàn cảnh nó từ từ nó tốt đẹp quý vị thấy chỉ có một cái cầu sanh cực lạc mà đầy đủ phong phú gì vì nghe rất xác thực không cực kỳ xác thực luôn mà có thể giảng với vị nghe cực kỳ xác thực gì là từ đâu là từ người ta niệm phật gây dựng tín nguyện mới giảng ra dễ hiểu như vậy còn nếu như những đức mà Mở rộng văn tự tùm lum Thì quý vị biết quý vị sẽ mất phương hướng Mà những đức giảng giết rồi lạc lối Không biết đi về đâu luôn Nói giết không biết đi về đâu luôn Còn đây người ta có định hướng rõ ràng Thấy không Rõ ràng người ta có định hướng Tu tịnh độ có định hướng Còn mình Giết rồi mình không có định hướng luôn Mất định hướng luôn Thất bại Mắc định hướng là thất bại Mình có định hướng rõ ràng là thành công Mắc định hướng là thất bại Nhớ nghe Mắc định hướng là thất bại Có định hướng là thành công Phải có định hướng rõ ràng mới thành công Nên mỗi một người chúng ta Phải gây dựng tính tâm tính nguyện Cực kỳ kiên cố Làm bất cứ việc gì của cuộc đời này cũng tâm quyết mới thành công mất cái tâm quyết là thất bại niệm phật thì tính nguyện kiên cố thì thành công nên tổ sư nói rằng người niệm phật được giảng sanh hay không là do tính nguyện hay không phẩm vị cao hay thấp là tính vào công phu sâu hay cạn đầu tiên vì niệm phật giảng sanh là tính vào tính nguyện có kiên cố hay không nếu như tính nguyện chúng ta không kiên cố là chúng ta hoàn toàn thất bại nhớ tính nguyện không kiên cố là hoàn toàn thất bại phải gây dựng tính nguyện cực kỳ kiên cố Thì mới thành công Pháp môn tịnh độ này là pháp môn đại thù thắng Nếu như tính nguyện mình mà không kiên cố Là hoàn toàn thất bại Tuy có một câu vật hiệu Niệm đến cùng Nhưng từ ngay có vật hiệu này Mở rộng ra vô cùng Tự mình hiểu biết Niệm Phật giết rồi có nhiều việc tự vì sẽ hiểu biết và quý vị làm bất cứ việc gì cũng thành công nếu là chân thật niệm phật mà người niệm phật chân thật rồi quý vị làm việc gì cũng niệm niệm nghĩ gì người mà toàn là có cái tâm lấy pháp môn tịnh độ này để chia sẻ không lợi ích lớn nhất là đem pháp môn tịnh độ này chia sẻ từ hôm nay bất cứ một chương trình lễ hội gì những đức mục tiêu tổ chức là đưa pháp môn tịnh độ ra vì chỉ có pháp môn tịnh độ này mới độ được chúng sanh trong thời Phật pháp nên Đức từng nói rằng Một câu ai với Đạo Phật này Cứu độ chúng sanh trong thờ mạt Pháp Một câu ai với Đạo Phật này Cứu giúp chúng sanh lìa khổ được vui Nhớ nghe Một câu Phật hiệu này giúp chúng sanh lìa khổ được vui Phải nhớ Chính bản thân những Đức lìa khổ được vui Thường vui, đại chúng thường vui Mọi người tu tịnh độ thường vui Từ khi gặp tịnh độ tới giờ Cởi mở tâm tư thường vui Thường sống an lạc, thường sống tự tại có người gặp được pháp môn tịnh độ này tự nhiên có cơ hội mở rộng tâm tư, tự buồn phiền tan biến. Và tự nhiên nghe tình độ giết rồi bản thân của mình sống những ngày tháng bình thản, bình dị, vui vẻ, quan hỷ. Không có tự ép mình vào trở thành như một công cụ đi kiếm tiền. Có những người gặp những đức họ ngày xưa là một công cụ đi kiếm tiền nặng nề. Nhưng mà từ khi nghe mình giảng rồi Thì họ lại cỡ mở tâm tư Trở thành những con người sống nhân sinh Sống như ngày tháng có ý nghĩa Sống nhân sinh, sống có ý nghĩa Sống đơn giản, sống bình dị Để có được cảm giác an lạc Tự tại trong cuộc đời Nếu như sống như ngày tháng ngày xưa Thì tự nhiên họ thấy những ngày tháng họ sống quá nặng nề Quá buồn chán Nên mỗi một con người chúng ta Vì phải nhớ hiểu được những nguyên lý này rồi vì sẽ sống rất là đặc biệt rất là tuyệt vời pháp môn tịnh độ này là pháp môn đại thù thắng quý vị ngày nào như đức cũng cứ tán thác tịnh độ hoài như vậy nếu như quý vị ai là người mà muốn một đời này giải thoát cứ như vậy mà học tập cứ như vậy mà ngày nào cũng học tập tại vì sao chính bản thân như đức đã được lợi ích xác thực vô cùng chính một con người đã gặp pháp môn tịnh độ này chỉ có một câu vật hiệu mà được đặc biệt lợi ích như vậy nên như đức cảm nhận được có vật hiệu này cực kỳ sâu sắc có vật hiệu này cực kỳ sâu sắc nếu như mỗi một người chúng ta không gầy dựng là quý vị sẽ tu bị nhạt nhẽo nhớ rất nhiều người tu có muốn tịnh độ mà chúng ta bị nhạt nhẽo đối với tịnh độ Nên tu tịnh độ làm sao Để mỗi người chúng ta Phải cảm giác hừng hực hừng hực cái tâm Tu tịnh độ Thì đúng Còn tu pháp môn tịnh độ mà bị nhạt nhẽo Là đúng là mình bị thất bại Đức Phật đã Chỉ điểm mình rõ ràng Đức Phật đã lựa cái pháp tu cho mình rõ ràng Nên Đức Phật nói rằng Thờ mặt pháp nhiều người tu hành nhưng không có người đắc đạo Duy chỉ có những người niệm Phật Tính nguyện kiên cố Thì đời này mới có thể được giảng sanh Là giải thoát Là đắc đạo Đời này giảng sanh Là đắc đạo Đức Phật đã chỉ pháp tu cho mình rõ ràng rồi Rõ ràng Đức Phật chỉ pháp tu cho mình Mà bản thân mình Do tại bản thân mình mình không chịu tiếp nhận Nếu như mình chăng thật mình tiếp nhận cái pháp tu này là mình thành công rồi Mình không chịu tiếp nhận cái pháp tu này Nên mình thất bại Nên ngày nào chúng ta cũng sưởi ấm cái pháp tu này Ngày nào chúng ta cũng sưởi ấm cái tâm của mình niệm Phật Không để cho nó nhạt nhẽo lạc lẽo Nên rất là nhiều người gặp những đức là họ đều dùng cái câu cảm ơn Ngày nào thầy cũng nhắc Cực lực hết mình Tặng đáy lòng khô hơ cạn tiếng để nhắc nhở chúng con niệm Phật, chúng con cảm ơn thầy vô cùng. Vì ngày nào như nước cũng nhắc nhở như vậy. ra cái việc cực kỳ quan trọng luôn. Nên mỗi một người mình gặp pháp môn tịnh độ này là pháp môn đại thù thắng quý vị. Pháp môn tu số 1. Lợi ích lớn vô cùng. Phải nhớ. Nên chăng thật mà niệm có Phật hiệu này Nếu mỗi ngày mình dùng những văn tự cao xa Coi chừng mình lạc lối Vì nghe câu này Ngài Pháp Nhiên Ngài nhắc chứ Thiện tâm tỵ năm mà giảm Ác tâm theo ngày mà tăng Không khéo Đa phần mình tu là bị cái bệnh này nè quý vị à. Người xưa nói phiền não như ảnh tỳ hình Muốn bỏ mà không bỏ Không xong phải không Mình muốn bỏ phiền não mình nói là Đoạn ác tu thiện Nhưng mà mình lại là có khi nó đoạn thiện nó phát ác quý vị ơi Cẩn thận nha quý vị Những điều này chúng ta nói khi nó ngược lại cái tâm mình Mà coi chừng mình bị đó Rồi càng tu lại càng phiền não Không bỏ xong Rồi bồ đề như chăn trong nước Muốn lấy mà không lấy được thấy chưa Giống như không phát được bồ đề tâm quý vị Bồ đề tâm mình không phát Đó cẩn thận Nên nhận thức để rồi gầy dựng tích quyền Thôi bây giờ nhắm ngay câu vật hiệu này để phát đi cứ ai với đào phật ai với đào phật chân thật niệm phật sự cố trở ngại gì cũng ai với đào phật cứ niệm phật đi rồi quý vị sẽ thấy cái lợi ích lớn cực kỳ thấy rõ ràng rồi chúng ta đi ngược vấn đề quý vị ơi như ngài pháp nhiên thượng nhân ngài nói một câu tuy nói là đoạn ác tu thiện đây là văn tự mà ba đời chư phật đều dạy nhưng con người bây giờ đa phần ngược lại đoạn thiện phát ác quý vị cẩn thận nghe đây là bậc trí tuệ đưa những cái văn tự cho chúng ta để mà mình nhận thức Thôi mình nắm chắc câu vật hiệu đi quý vị Câu vật hiệu bị nắm chắc quý vị sẽ phát hiện liền Câu Phật hiệu này là đoạn ác này tu thiện này Cứ nắm chắc câu vật hiệu là đoạn ác tu thiện Cứ gầy dựng tính nguyện niệm cả đời đi quý vị Nguyện tam bảo gia hộ cho tất cả hàng Phật tử Tính nguyện niệm Phật kiên cố Khi bỏ báo thân này chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc Chúc quý vị an lạc, ai với Đà Phật nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tỉnh độ